Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua vùng núi Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, một số nơi có mưa lớn như Vị Xuyên, Hà Giang 155,8mm, thành phố Hà Giang 107,4mm, Ba Bể Bắc Cạn 97,8mm, Na Hàng Tuyên Quang 78,6mm, Mường Khương Lào Cai 74,2mm, Mường Tè Lai Châu 61,8mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm trong 24 giờ. Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, các tỉnh Duyên Hải miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng vẫn tiếp diễn. Ngày hôm qua, khu vực này ghi nhận nền nhiệt khá cao, nhiều nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ như thành phố Huế, huyện Hương Khê của Hà Tĩnh, huyện Con Cuông và Tương Dương của Nghệ An. Hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 65%. Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung hôm nay có giá trị từ 7 đến 9, có nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8, 9 tháng 9. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối qua đã xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi như Sài Gòn, Bình Thuận. Trận mưa lớn tối qua đã khiến nhiều đường phố ở Sài Gòn ngập trong nước, giao thông ách tắc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sinh hoạt của người dân. Dự báo hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, tại Nam Bộ từ 31 đến 34 độ.